tìm tìm quanh quanh cả đấy xem tìm nào. Thế nào để tôi tìm mấy kilo đây giúp tôi trong đống này anh ơi. Đây này tìm xem nào. Đây anh ơi, đây rồi anh giúp mày ở trong đống này đâu. Thành lươn lẹo. Dám đâu? Mày trêu cả anh mày. Cứt đi, rõ ràng em nhìn thấy mày. Còn ăn. Đội nào vào đây nướng khoai nướng ngay ngày em ơi. Không, khoai đâu. Đây. Chắc bọn trẻ con mang cả than kia chắc lại bắt vịt nướng. Cháu nó xui than này rồi. Cái đống đá kia cái thứ này rõ ràng thấy nó chạy mà nó chui ra mà. Điện xì luôn đấy thật nha. Chuột đây này anh ơi. Chuột đây anh ơi. Cái gì thì sẽ nó giúp vào đây này đó. Đừng lừa tao nhé, lừa tao cho cái cá lên vào đầu ấy. Đừng đùa với Khiêm nhá. Ôi nhè. Ôi nhè. Ôi nhè. Thế nha, tại em rõ ràng em nhìn ra đấy mà. Thế mà mới nóng mưa phát mà nó ra đấy rồi. Đúng cái. Xác minh nó là con rắn gì nhá. Chuột gì đấy? Chúa sao ạ? Con gì? Đèn xì luôn. Ồ, đèn xì. Ui ui. Ui. Đúng không? Đầu này này. Ủa to nhá. Đầu nhìn đúng như kiểu đừng mẹ ơi, chúa sao ấy. Đây này đầu này này. Đúng không? Ui ui. Để ý cẩn thận nha, xác minh nó là con gì nha. Ui ui. Tí mà hố. Bắt đi đây. Cứ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh nhìn xem nó là con gì đã. Đầu to hay đầu bé, chúa thì đầu to. Chúa đầu to đây. Tay trung. Đầu to. Không, con này không phải là chúa rồi. Đầu to dám ăn đây. Con này cần trông như kiểu mắm đen ở bên nước ngoài ấy. Con này không phải chúa. Hả? À? Ôi. Chúa ấy sao thật đấy anh ạ. Nhìn giống lắm. Kìa chưa chưa. Nhìn trông giống lắm. Kìa. Cẩn thận nhá. Kìa nó đang quay vào chân kìa. Thế? Thằng Tuyên ra ngoài đi, rắn độc không được vào. Sao dạy nhỉ? 3 mét. Ui dồi, có phì phì đấy. Con này phải tầm 3 mét. Con này nhìn. Kéo nó ra ngoài nhá. Kéo. Ui ơi, tôi tí nữa mình sắp chết. Tại mày ấy. Ủa to thế? Ba giống xìa. À cháu lấy chết rồi đấy. Nhìn trông có tấm. Sợ. Cái cục con này nó bị bắn nước sao? Bấy nhiêu gì nó phì. Ủa mắt nó to nhỉ. Ừ. Nhìn trông lúc đầu nhìn ở trong ấy cái đầu. Em bảo rõ ràng em nhìn kiểu này. Tương cái đầu này. Này cẩn thận. Trông đúng cái kiểu. Ôi nhẹ. Đừng đùa cái loại này mâm ra đen đấy. Bây giờ Trung thả tay xuống đi. Thả xuống những mày nó cắn cái biết là con này có độc hay không. Cầm kiểu này nó cắn chết ấy. Không đùa được cái cua khỉ này đâu. Giờ bắt là phải chặn đầu cẩn thận nhá. Gặp cái loại này là hơi chối ấy. Trông có ngoáng. Quẩy mẽ mà không hết.
Thế đây. Chưa thấy con nào dài như con này. Ý dù. Nhìn nó khổng đen chùi chùi. Con này 3-4 mét đấy. Ui dù, mãi mới thấy đầu này. Ui dù. Thở kinh nhỉ. Thôi, anh em kéo ra ngoài đi. Kéo ra ngoài, nâng cẩn thận. Kéo ra ngoài. Cho ra hẳn đường bê tông anh em ạ. Dài rồi. Anh cái chỗ anh mấy mét? Hả? À? Khoảng 1,5 mét nhỉ? Thường đấy, thường hay ngót 2 mét. Đây. Cái đó sao? Đó men tèn vẹo. Kìa lôi lên ra ngoài đi, ông chạy mất ra. Kinh, nhìn nó đen chỉ trụi kìa. À đấy, đấy, ôi, nó đuổi đấy. Hết sức bình tĩnh. Chặn đầu bắt đi. Túm đầu. Đây rồi anh ơi. Em tèn vẹo. Mặt cẩn thận đấy, mà ma đen đấy, bọn này độc hơn cả hổ chúa đấy. Thế độc hơn cả đen trắng, à đen đỏ bác này, à đen trắng. Ừ. Mà đừng nhìn ta đâu. Đấy nhá, mọi người nhá, gặp những con này là phải tránh thật xa, đừng gây lại gần. Nhìn thấy là phải chạy. Đây rời nó còn rét rồi, con rắn nó hiện trung tiện tay chân mẹ nó phép rồi. Chém cổ này sợ gì anh. Túi đâu? Không có túi à? Mấy cái con gì đây? Mua không? Gì đây? Cái bạn